Những năm 1960 đến năm 1990, nền kinh tế Nhật Bản phát triển rất nhanh chóng. Song song với sự phát triển mạnh mẽ thì cũng kéo theo hàng loạt các vấn đề khác nhau. Trong đó, phải kể đến đầu tiên là tình trạng bất ổn xã hội. Có rất nhiều án mạng nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng thời gian này. Vụ án ngày hôm nay chính là một ví dụ điển hình. Vụ án này có thể một số bạn đã từng nghe qua đâu đó nhưng chưa kịp tìm hiểu. Vậy thì hãy cùng theo chân Kỳ án X trong hơn 20 phút tiếp theo để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án X. Sáng ngày 6 tháng 1 năm 1989, một du khách đang đi dạo tại công viên ven biển ở quận Koto, Tokyo thì vô tình phát hiện ra một thùng chứa rất to chắn giữa lối ra vào. Nhìn chiếc thùng hình trụ tròn nằm im trên mặt đất, người đàn ông nghĩ rằng chắc chắn ở bên trong phải chứa vật gì đó khá nặng nên mới không bị lăn đi. Trong lòng dấy lên sự tò mò, du khách tiến lại gần, lấy tay đẩy mạnh nhưng không tài nào dịch chuyển được chiếc thùng này. Sau khi nhìn quanh một lượt, ông thấy một khe nứt. Qua khe nứt nhỏ, người này tá hỏa nhận ra bên trong là một bàn tay. Không dám tin điều này là sự thật, nam du khách đã chạy ra ngoài gọi những người khác đến để kiểm tra. Nhận biết đã xảy ra chuyện, một người được cử đi báo cảnh sát. Chỉ vài phút sau đó, cổng ra vào của công viên trở nên đông nghịt. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa điều tra. Theo nhận định ban đầu, có một thi thể đang phân hủy trong thùng dầu to. Hai đầu của chiếc thùng bị bịt bằng lớp bê tông dày. Tuy nhiên, vẫn để lộ khe hở. Cũng chính nhờ khe hở nhỏ này đã giúp phát hiện ra một sự thật chấn động. Để không làm ảnh hưởng đến thi thể, cảnh sát đã sử dụng những công cụ chuyên dụng từ từ đập nhỏ lớp bê tông. Sau khi lớp bê tông bị phá vỡ, mọi người nhận ra bên trong là một thi thể tím tái và chằng chịt vết thương hở. Dựa vào các đặc điểm hình thể, ban đầu xác định nạn nhân là một người nữ, còn khá trẻ, tuổi khoảng từ 15 đến 20. Từ trên xuống dưới, khắp cơ thể đều ở trong tình trạng bầm tím. Theo phỏng đoán của cảnh sát, rất có thể nạn nhân đã bị tấn công nhiều lần bằng gậy sắt, phần đầu ngón tay không còn nguyên vẹn, nghi là bị hung thủ dùng búa tạ đập nát. Vì gương mặt lúc này đã sưng phù và biến dạng, nên nhất thời mọi người không thể nhận diện được danh tính của cô gái. Sau khi giám định pháp y, các bác sĩ đã đưa ra báo cáo cụ thể như sau. Thi thể bị gãy xương mặt, có nhiều vết đâm trên ngực, mông, miệng và tai, nội tạng bị cắt đứt. Lưng, tứ chi và phần thân dưới bị bỏng, vết bỏng được dự đoán gây ra do tàn thuốc. Các đầu ngón tay nạn nhân đều đã bị đập nát. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện được nhiều vết thương do kim đâm ở vùng ngực thi thể. Đặc biệt, chi tiết khiến cho các pháp y cảm thấy đau lòng hơn là nhiều mảnh vỡ thủy tinh được nhét trong âm đạo của nạn nhân xấu số. Cảnh tượng này làm cho những người có mặt tại hiện trường vô cùng xót xa. Dựa vào những vết thương trên người nạn nhân, các trinh sát nhận ra đây là một vụ cưỡng bức và hành hạ tập thể. Không phải là xâm hại một lần mà thậm chí con số lên đến hàng chục và có thể cao hơn thế nữa. Nhìn những vết thương chằng chịt trên cơ thể, cảnh sát suy đoán hung thủ phải là một nhóm người, bởi vì nếu đơn phương thực hiện, hắn ta không thể nào kiên nhẫn ra tay đến hàng trăm lần với một nạn nhân như vậy. Mặc dù trên thi thể ghi nhận khá nhiều vết thương nhưng không có vết thương nào chí mạng. Do đó, giả thuyết đặt ra là nhóm côn đồ đã thay nhau tra tấn một cách dã man cho đến khi cô gái sức lực kiệt quệ và tắt thở. Điều này cho thấy nạn nhân đã trải qua những khoảnh khắc cuối đời vô cùng đau đớn. Để nhanh chóng tìm ra danh tính của cô gái, cảnh sát đã tiến hành đăng tải thông tin nhận dạng thi thể ở trên khắp các mặt báo. Ngay sau đó, đội điều tra đã thu thập được một thông tin vô cùng hữu ích. Theo đó, khi các đặc điểm về nạn nhân xấu số được công khai, một điều tra viên tại đồn cảnh sát thành phố Misato, tỉnh Saitama nhận ra có sự tương đồng giữa thi thể ở trong thùng dầu và cô gái được cho là mất tích cách đây gần 2 tháng trên địa bàn. Cảnh sát hai thành phố đã nhanh chóng gặp mặt, tiến hành phân tích và so sánh để tìm ra câu trả lời cho nghi vấn trên. Quả nhiên, kết quả không nằm ngoài dự đoán, thi thể bí ẩn trong thùng dầu chính xác là thuộc về nữ sinh trung học Junko Furuta. Để phá giải vụ án, cảnh sát Tokyo một lần nữa nhờ đến các đồng nghiệp ở thành phố Misato. Theo như hồ sơ ghi chép, cảnh sát Misato cho biết, vào đêm khuya ngày 27 tháng 11 năm 1988,
có một cặp vợ chồng hớt hải đến đồn trình báo việc con gái biến mất một cách bí ẩn. Họ đã không thể liên lạc với cô trong 48 giờ qua, mặc dù đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Misato là một thành phố nhỏ với tổng dân số chưa tới 100.000 người và cách Tokyo khoảng 20 km. Điều kiện kinh tế của gia đình người báo án Guitan được đánh giá là khá khó khăn, nói thẳng là kinh tế hết sức eo hẹp. Con gái của ông bà Guitan được cho là mất tích có tên là Junko Furuta. Junko Furuta thời điểm đó chỉ mới 16 tuổi. Cô bé luôn ngoan ngoãn, không chơi bời, không uống rượu bia hay hút thuốc lá. Thêm vào đó, Junko luôn tích cực tham gia các hoạt động tập thể của trường. Với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ và vẻ ngoài xinh đẹp, cô luôn được các học sinh khác chú ý, theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. Junko khá nhạy bén với hoàn cảnh, vì nhận thức gia đình mình nghèo khó nên ngoài giờ học cô thường đi làm kiếm thêm phụ giúp cha mẹ. Junko làm nhân viên bán thời gian tại một siêu thị đồ gia dụng gần nhà. Cha mẹ của Junko cho biết, thường thì con gái sẽ trở về sau khi tan ca lúc 9 giờ tối. Cô bé vẫn hay đạp xe đạp một mình từ chỗ làm về nhà. Tuy nhiên, ngày hôm đó đã khá muộn nhưng mãi không thấy con gái. Ông bà Guitan vô cùng sốt ruột. Hai vợ chồng đã liên lạc với bạn bè và đồng nghiệp tại chỗ làm thêm của con nhưng không ai biết cô ấy đã đi đâu. Một ngày sau khi báo cảnh sát, điện thoại của gia đình Guitan reo lên, đầu dây bên kia là giọng của Junko. Bố, mẹ, là con, Junko Furuta đây. Xin lỗi đã không gọi điện cho bố mẹ biết sớm. Con đang ở nhà bạn, gia đình cô ấy gặp chuyện nên con đến đây ở cùng vài hôm rồi sẽ về. Gia đình cô ấy sống ở Sango, à không, là Shinjuku. Nghe đến đây, ông bà Guitan cũng khá yên tâm. Họ nghĩ rằng con gái đã lớn, biết quan tâm bạn bè là tốt. Hơn nữa, trước giờ Junko luôn có tính tự lập nên họ cũng bớt phần lo lắng. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dừng lại ở đó. Những ngày tiếp theo, vợ chồng Guitan lại một lần nữa không thể liên lạc được với con gái. Lúc này, họ bắt đầu linh cảm Junko đang gặp vấn đề gì đó nên đã tích cực phối hợp với cảnh sát địa phương tìm kiếm tung tích của cô. Mãi cho đến tận 2 tháng sau, họ nhận được thông tin dữ Junko đã bị sát hại dã man mà không hề hay biết nguyên nhân là gì. Lực lượng cảnh sát quận Kyoto sau đó tiếp nhận thông tin từ nhiều phía để thành lập tổ chuyên án tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu. Vì hiện trường không để lại quá nhiều manh mối nên việc tìm ra kẻ sát nhân là không hề dễ dàng. Các cảnh sát cũng nhận định rằng rất có thể nạn nhân đã bị nhóm côn đồ bắt cóc trên đường đi làm về vào tối hôm đó. Bọn chúng đã đưa nữ sinh đến một nơi hoang vắng để giam giữ và thực hiện các hành vi xâm hại. Khả năng cao cuộc gọi lần cuối mà Junko gọi cho bố mẹ chính là bị bọn chúng ép buộc nhằm đánh lạc hướng điều tra. Theo như logic suy luận của cảnh sát, đây hoàn toàn không phải là một vụ bắt cóc tống tiền mà là nhắm vào việc xâm hại nạn nhân. Chính vì vậy, hung thủ rất có thể là một người quen, nắm rõ các thói quen và hoạt động hàng ngày của cô gái. Sau khi thảo luận, đội đặc nhiệm đã vạch ra chiến lược đầu tiên và quan trọng ngay bây giờ, đó chính là tìm hiểu về các mối quan hệ xã hội của Junko Furuta. Junko Furuta trong mắt bạn bè là một nữ sinh hiền lành, thân thiện. Cô luôn hòa đồng với tất cả mọi người và chưa bao giờ thấy xích mích với bất cứ ai. Chỉ có một vấn đề duy nhất xảy ra với Junko, đó chính là vì cô có vẻ ngoài khá ưa nhìn nên được nhiều người để mắt tới. Những người có thiện ý thì muốn kết bạn và trở nên thân thiết với cô. Nhưng một số khác thì ngược lại, họ có âm mưu và ý đồ đen tối với Junko Furuta. Cảnh sát ngay lập tức nhận định đây chính là đầu mối quan trọng để tìm ra nghi phạm. Tuy nhiên, quá trình điều tra sau đó đã gặp phải không ít khó khăn. Đa số những người bị thu hút bởi Junko thường là nam sinh trung trường. Việc tìm ra nghi phạm ở trong số đông học sinh quả là một chướng ngại vật. Hơn nữa, các cảnh sát hoàn toàn không nghĩ đến việc những học sinh nhỏ tuổi lại có động cơ và thủ đoạn ra tay hết sức tàn độc như vậy. Chính vì thế, họ gần như bỏ qua nhóm đối tượng này. Sau đó, cảnh sát tập trung lực lượng vào điều tra nhóm xã hội đen trong khu vực. Họ chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, mặc thường phục, tiến hành giám sát với mật độ dày đặc, nhưng cuối cùng vẫn không ghi nhận được tín hiệu khả quan nào. Con đường tìm ra kẻ sát nhân lúc này không hề dễ dàng bởi những tên côn đồ được liệt vào danh sách nghi phạm dường như không có động cơ sát hại Junko. Ngoại trừ những hành vi như trộm cắp và quấy rối trật tự công cộng, bọn chúng dường như không có liên quan gì đến vụ án.
Trong lúc điều tra án mạng của Junko Furuta, cảnh sát Tokyo lại ghi nhận thêm trình báo khác. Tháng 12 năm ngoái, một cô gái trẻ đã đến đồn báo cáo việc mình bị cưỡng bức tập thể trong quán rượu. Cho đến hôm nay, cảnh sát đã bắt được tên nghi phạm trong vụ án lần đó. Chính vì vậy, một số cảnh sát được điều động đi hỗ trợ giải quyết vụ án trên. Trong quá trình thẩm vấn, đối tượng khai tên Miyano là người dân địa phương. Khi ngồi trước mặt các điều tra viên, Miyano tỏ thái độ rất bình tĩnh, liên tục hỏi lý do vì sao mình bị bắt. Cảnh sát trả lời rằng anh ta có liên quan đến vụ án của một người phụ nữ trong thời gian gần đây. Khi nghe được thông tin này, Miyato bỗng dưng run lẩy bẩy. Mặc dù đã cố hết sức kiềm chế sự sợ hãi, nhưng mồ hôi của anh ta vẫn không ngừng tuôn trên trán. Các điều tra viên nghĩ rằng nghi phạm sắp cúi đầu thừa nhận hành vi xâm hại cô gái trong quán rượu. Thế nhưng, lời khai ngay sau đó của Miyano đã khiến cho tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Miyano khai mình và đồng bọn đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp tập thể và sát hại một nữ sinh trung học. Nghe được những lời nói này, đội điều tra giật mình hoảng hốt. Họ không ngờ đến việc nghi phạm tự dưng thú nhận phạm tội ác kinh hoàng khác, trong khi điều mà họ cần là lời thú tội của hắn ta về hành vi xâm hại cô gái ở quán rượu. Ngay lập tức, đội điều tra án mạng của Junko Furuta đã có mặt và tiến hành lấy lời khai trực tiếp Miyano. Các cảnh sát sau đó đã nhắc đến cái tên Junko Furuta trước mặt của Miyano. Khi nghe cái tên này, đối tượng đã vùng vẫy, hét lớn lên, thậm chí có những hiện tượng giống như là bị ảo giác. Những phản ứng này khiến cho cảnh sát tin chắc rằng Miyano là hung thủ gây ra án mạng thương tâm của nữ sinh Junko Furuta. Để đảm bảo nghi phạm đưa ra lời khai trong quá trình tỉnh táo và chính xác nhất, các bác sĩ tâm thần đã được gọi đến, chuẩn đoán và điều trị cho Miyano. Sau khi được bác sĩ tâm thần chuẩn đoán và điều trị, tên Miyano đã lấy lại được tinh thần. Sau đó, hắn ta tường thuật một cách khá chi tiết việc mình và đồng bọn đã sát hại nữ sinh Junko Furuta như thế nào. Câu chuyện được buông ra từ miệng của hung thủ đã khiến cho các cảnh sát kỳ cựu cũng phải giật mình khiếp sợ. Miyano khai nhận có tên đầy đủ là Miyano Hiroshi. Hắn ta được biết đến là một kẻ chuyên bắt nạt trong trường học và có mối quan hệ đặc biệt với Yakuza, một băng đảng tội phạm khét tiếng ở Nhật Bản lúc bấy giờ. Sau khi tình cờ gặp được Junko Furuta, Miyano đem lòng yêu mến và bắt đầu tán tỉnh. Junko lúc này còn khá trẻ, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương nên nhất định không đồng ý. Sự từ chối của Junko giống như là một cái tát thẳng vào mặt khiến cho Miyano vô cùng tức giận. Hắn ta thấy đây rõ ràng là thái độ khinh bỉ bởi vì trước giờ không ai là dám bác bỏ lời tỏ tình của hắn ta. Kể từ lần đó, Miyano đem lòng thù hận và quyết hại bằng được cô gái trẻ. Vào ngày 25 tháng 11 năm 1988, Miyano và người bạn Nobuharu Minato đi lang thang khắp thành phố Misato với ý định bắt cóc và hãm hiếp phụ nữ trong vùng. Lúc 8 giờ 30 tối, bọn chúng phát hiện Junko đạp xe về nhà sau khi hoàn thành công việc bán thời gian tại siêu thị đồ gia dụng. Đến một góc cua, theo mệnh lệnh của Miyano, Nobuharu Minato chạy tới đá mạnh vào xe đạp của Futura. Vì mất thăng bằng nên cô đã cùng chiếc xe đạp lăn xuống con mương bên cạnh. Miyano giả vờ là một người đi ngang, thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ. Hắn ta đã tiếp cận Junko và đề nghị dẫn cô về nhà cho an toàn. Junko không hề hay biết rằng Miyano đang dẫn mình đến một nhà kho gần đó để bắt đầu hành vi xấu xa với cô. Khi đến nơi, Miyano đã cưỡng bức Junko trong nhà kho và dọa giết cô. Sau khi thực hiện tội ác, Miyano đưa nạn nhân đến một nhà nghỉ. Đến nơi, hắn ta gọi đồng bọn Minato và những người bạn khác là Yo Kamisaku và Yasushi Watanabe để kể cho bọn họ về vụ cưỡng hiếp. Tên Yo Kamisaku đã yêu cầu Miyano giữ Junko lại để tất cả bọn chúng có thể lần lượt hành hạ cô. Nhóm 4 tên này có tiền sử về hành vi hiếp dâm tập thể nhiều lần và vẫn được thả ra vì chưa đủ tuổi vị thành niên. Cũng chính vì điều này, phần lớn người dân địa phương đều tránh xa và không muốn dây dưa với bọn chúng. Khoảng 3 giờ sáng, ngày 26 tháng 11, cả nhóm đưa Junko đến một công viên gần đó. Bọn chúng nói với nạn nhân rằng đã biết được nơi cô sống dựa trên thông tin ghi chép trong cuốn sổ tay. Bọn côn đồ tuyên bố nếu như Junko cố gắng tìm cách trốn thoát thì ngay lập tức băng Yukata sẽ sát hại cô và gia đình. Junko nghe vậy liền răm rắp nghe theo lời bọn chúng.
Sau đó, Junko bị đưa đến tầng 2 của một ngôi nhà ở quận Ayase. Ngôi nhà thuộc sở hữu của cha mẹ Nobuharu Minato. Ngôi nhà có 6 căn phòng nhỏ. Tầng 2 là phòng của Minato và anh trai hắn ta. Khi Junko bị đưa về, trong nhà có mẹ và anh trai, còn bố Minato đã đi công tác. Từ khi Minato lên cấp 2, hắn ta đã bắt đầu có những suy nghĩ và thói côn đồ. Đặc biệt, ở trong trường hợp có sự bảo kê của các anh lớn nên hắn càng trở nên nóng nảy, bạo lực, khiến cả cha mẹ hắn không thể nào dạy dỗ được nữa. Chính vì vậy, nơi này từ lâu đã trở thành nơi lui tới của băng đảng giang hồ dưới sự ngó lơ của gia đình Minato. Vào ngày 27 tháng 11, cha mẹ của Junko báo cáo với cảnh sát về sự mất tích của con gái. Để ngăn chặn cảnh sát phát hiện, những kẻ bắt cóc đã ép buộc Junko gọi điện cho mẹ của mình. Cô bị buộc phải nói rằng mình đang ở nhà bạn và rất an toàn. Vì quá sợ hãi, Junko đã làm theo những gì đám bắt cóc sai bảo. Sau khi cha của Minato trở về nhà sau chuyến du lịch, ông ta nghe trên tầng có tiếng động nên đã tiến lên hỏi. Để qua mặt cha mẹ, Junko bị ép phải nhận mình là bạn gái của một tên trong đó. Tuy nhiên, bố mẹ Minato thấy rõ ràng cô bé không thoải mái khi ở đây và đặt ra khá nhiều nghi vấn. Thế nhưng, họ cũng không dám làm gì cả vì sợ tên cầm đầu Miyano Hiroshi trả thù. Ngoài ra, anh trai của Minato cũng nhận thức được tình hình nhưng không làm gì để ngăn chặn sự việc này. Đến đây, bạn hãy sẵn sàng tâm lý thật vững. Vì những điều tiếp theo mà các tên ác nhân đã làm với nạn nhân có thể sẽ vượt qua những gì bạn tưởng tượng. Từ đây, chuỗi ngày địa ngục phải chịu đựng những đau khổ không kể xiết của Junko Futura chính thức bắt đầu. Junko bị giam cầm trong nhà của Minato hơn 40 ngày. Thời gian đó, cô bị ngược đãi, cưỡng hiếp và tra tấn rất dã man. Ngay ngày đầu tiên, bọn chúng bắt cô chụp ảnh khỏa thân với mình. Junko bị giam giữ trong tình trạng không mặc quần áo và bị ép quan hệ hàng ngày. Bọn chúng còn mất nhân tính đến mức mời bạn bè trong băng nhóm Yukata đến hành hạ Junko. Theo lời khai ban đầu, những tên sát nhân đã thay nhau hãm hiếp nạn nhân hơn 400 lần. Chúng cho cô ăn rán sống, uống nước tiểu của mình và điên cuồng ép buộc nạn nhân phải tự sướng trước mặt chúng. Những ngày tiếp sau đó, Junko bị tra tấn không ngừng nghỉ. Chúng đập đầu và mặt cô lên nền bê tông. Sau đó, để thỏa mãn thú tính, bọn côn đồ còn treo hai tay cô lên trần nhà làm bao cát để đánh đập mỗi khi chúng thấy tâm trạng không tốt. 10 ngày sau, Junko không thể thở bằng mũi do tụ máu ở khoang mũi. Cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng khiến cô nôn ra sau khi ăn uống. Việc này kích động những kẻ bắt cóc, khiến chúng trừng phạt và đánh cô nhiều hơn. Vào đầu tháng 12 năm 1988, trong lúc những kẻ bắt cóc đang nghỉ ngơi sau khi uống rượu, Junko cố gắng gọi cảnh sát nhưng không may mắn bị phát hiện. Khi cảnh sát gọi điện lại, Miyano thông báo với họ rằng đó là một sự nhầm lẫn. Để trừng phạt Junko, bọn côn đồ nhúng chân của cô vào chất lỏng dễ cháy và đốt chúng. Bốn tên thậm chí còn ác ôn đến mức đẩy nhiều vật thể vào hậu môn của nạn nhân gây chảy máu nghiêm trọng, khiến Junko bị co giật. Đến ngày 10 tháng 12 năm 1988, Junko không thể đi lại do đôi chân bị bỏng nặng. Chúng tiếp tục đánh cô bằng gậy tre. Bàn tay cô bị đập vỡ bởi tạ, các móng tay đều bị dập nát. Chúng dùng tất cả những gì có thể tra tấn hành hạ Junko. Hèn hạ hơn là châm thuốc lá và đâm vật nhọn vào các vùng nhạy cảm, khiến cô gái phải chịu đau đớn tột cùng. Bọn côn đồ sau đó cảm thấy chán với những chiêu trò cũ. Chúng bắt đầu giam cô ngoài ban công trong thời tiết giá lạnh. Những tên hung thủ luôn thay đổi các hình thức tra tấn như đâm kim khâu lên vùng ngực, dùng kìm để níu núm vú, mồi lửa vào mí mắt, nhét bóng đèn vào vùng kín gây chảy máu, khiến cô gái đáng thương không thể đi tiểu một cách bình thường được. Vết thương nặng đến nỗi, Junko phải mất hơn một giờ đồng hồ để bò lê xuống nhà vệ sinh tầng dưới. Màng nhĩ của Junko lúc này đã bị hỏng nặng, não bộ bị tổn thương cực độ. Trong những ngày địa ngục trần gian, Junko đã van xin những kẻ bắt cóc hãy cho cô được ra đi, nhưng chúng không muốn giải thoát cho cô dễ dàng như vậy. Ngày thứ 36 bị giam giữ, tức là ngày 1 tháng 1 năm 1989, Junko Furuta đón năm mới trong sự trơ trọi một mình, cơ thể bị tổn thương dày xéo, dường như không thể cử động được nữa. Ngày thứ 40, sau khi lấy lại được chút sức lực, chúng ép Junko cùng chơi một trò chơi. Junko đã giành chiến thắng và khiến những kẻ bắt cóc tức điên. Cả bốn tên đã đánh cô gái bằng một thanh sắt,
đổ xăng lên chân, cánh tay, mặt và bụng rồi châm lửa đốt. Junko bị thổ huyết rất nhiều trên miệng và mũi. Cuộc tra tấn cuối cùng này diễn ra trong 2 giờ liên tục. Junko Futura đã ra đi vào ngày hôm đó trong sự đau đớn và cô đơn cùng cực. Sau khi Junko tử vong, anh trai của tên sát nhân Nobuharu Minato đã gọi điện thông báo cho hắn ta biết. Sợ bị cảnh sát bắt, chúng quấn chăn quanh người nạn nhân và nhét thi thể vào trong một thùng dầu có dung tích 55 galông, tương đương với 208 lít và đổ đầy bê tông vào trong đó. Khoảng 8 giờ tối, nhóm sát nhân di chuyển khối bê tông đến vứt tại một công viên ở quận Koto, Tokyo. Thùng bê tông thi thể cuối cùng bị một du khách phát hiện và báo cho cảnh sát. Vào ngày 1 tháng 4 năm 1989, Yo Kamisaku, một trong 4 tên sát nhân bị bắt vì một vụ tấn công tình dục khác, sau đó hắn cũng bị điều tra vì tội sát hại Junko Furuta. Dựa theo lời khai của tên cầm đầu Miyano, việc bắt giữ Yasushi Watanabe, Nobuharu Minato và anh trai của Minato cũng được tiến hành không lâu sau đó. Một số bạn bè của những kẻ tra tấn cũng được xác định, bao gồm Tetsuo Nakamura và Koichi Ihara. Những người này bị buộc tội hiếp dâm sau khi DNA của họ được tìm thấy trong cơ thể nạn nhân. Ihara khai với cảnh sát rằng sau khi xâm hại Junko Furuta, hắn ta về nhà kể với anh trai chuyện này. Người anh trai sau đó đã nói với cha mẹ của họ và những người này thực sự đã liên lạc với cảnh sát. Hai sĩ quan cảnh sát được phái đến nhà Minato, tuy nhiên họ được thông báo rằng không có cô gái nào bên trong. Các sĩ quan cảnh sát cuối cùng quyết định không khám xét ngôi nhà để xác minh sự thật. Sau này, khi vụ án được công khai, phía cảnh sát cũng nhận về những chỉ trích rất lớn khi không hết mình trong vụ mất tích của nữ sinh Junko Furuta. Một trong những tên sát nhân trong khi tường thuật lại còn tự cảm thấy ghê sợ về hành vi của chính mình. Sự tàn bạo của các cuộc tra tấn đã làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo xinh đẹp của cô bé Junko Furuta. Khuôn mặt của cô sưng phù đến mức khó có thể nhận ra những đường nét trước kia. Cơ thể của cô bị tổn thương nghiêm trọng, tỏa ra mùi hôi khó chịu khiến cho 4 kẻ bắt cóc mất hứng thú tình dục với cô. Do đó, những kẻ này đã tiến hành bắt cóc và hãm hiếp một thiếu nữ 19 tuổi khác có gương mặt hao hao giống Junko đang trên đường đi làm về. Bất chấp sự tàn bạo gây sốc của vụ án, danh tính của những tên hung thủ ban đầu đã được tòa án giữ kín vì tất cả bọn họ đều được coi là người chưa thành niên tại thời điểm phạm tội. Tuy nhiên, các nhà báo từ tạp chí Shukan Bunshun đã phát hiện ra thông tin của những tên côn đồ này và quyết định công khai chúng. Các nhà báo cho rằng, với mức độ nghiêm trọng của vụ án, các bị cáo không xứng đáng được che giấu tên tuổi. Danh tính của 4 kẻ sát nhân được công khai sau đó bao gồm Hiroshi Miyano, 18 tuổi, Yo Kamisaku, 18 tuổi, Nobuharu Minato, 16 tuổi, Yasushi Watanabe, 17 tuổi. Tháng 7 năm 1990, tòa kết án kẻ cầm đầu Hiroshi Miyano 17 năm tù và những kẻ đồng lõa khác từ 3 đến 8 năm tù. Tất cả đều bị xét xử, phải đối mặt với bản án của người trưởng thành, nhưng mức độ mà bọn chúng nhận được lại không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của tội ác. Kẻ cầm đầu và 2 trong 3 kẻ đồng lõa kháng cáo. Chủ tọa phiên tòa Yuri Zanase sau đó đã quyết định tăng bản án vì xét đến yếu tố ảnh hưởng với gia đình nạn nhân và tác động với xã hội. Kẻ cầm đầu Hiroshi Miyano cuối cùng lãnh án 20 năm tù. Anh trai của Nobuharu Minato cùng với Koichi Ihara và Tetsu Nakamura, hai người bạn của băng nhóm được xác định là có liên quan đến vụ án nhưng không bị điều tra và truy cứu trách nhiệm. Sau khi kết thúc phiên tòa, gia đình Junko Furuta thật sự suy sụp với bản án dành cho bọn sát nhân. Mức độ nghiêm trọng của tội ác là rất lớn, nhưng các bản án mà những kẻ cầm thú kia gây ra lại như phủi bụi. Tính đến thời điểm hiện tại, những kẻ sát nhân này đã có tuổi và tất cả đều đã ra tù. Theo như đánh giá của mọi người, chúng đáng bị trừng phạt nặng hơn thế gấp nhiều lần, thậm chí nên được trải qua cảm giác mà Junko đã từng trải qua, những sự đau đớn khó tả. Hiện tại, cả 4 tên hung thủ đều đã mãn hạn tù và được trả tự do. Chúng thay tên đổi họ sau khi ra tù. Những kẻ phạm tội ác ghê rợn năm nào giờ nghiễm nhiên sống một cuộc đời tự do, trừ Yo Kamisaku. Yo Kamisaku bị xét xử là kẻ đồng lõa chính với chủ mưu Miyano Hiroshi trong vụ án Junko Furuta. Nhưng rốt cuộc, hắn lại lãnh bản án nhẹ nhất. Thời điểm gây án, Kimosaku mới 17 tuổi và hắn hoàn tất bản án của mình ngay trước sinh nhật lần thứ 25.
Khi ra tù, Kamisaku đổi tên và được nhận vào làm tại một công ty công nghệ. Nhờ danh tính mới, Kamisaku đã lặng lẽ hòa nhập trở lại xã hội. Thế nhưng, trong vòng 5 năm sau đó, Kamisaku lại quay trở lại với thế giới ngầm Tokyo và gặp phải rắc rối. Tháng 7 năm 2004, Kamisaku bị bắt vì tội hành hung một người quen tên là Takatoshi Isono vì ghen tuông. Kamisaku theo dõi Isono, đe dọa, đánh đập và nhốt nạn nhân vào cốp xe, rồi đưa anh ta từ Adachi tới Misato, sau đó tiếp tục hành hung tra tấn nạn nhân suốt 4 tiếng. Giống như Hiroshi Miyano, rõ ràng Kamisaku hoàn toàn không hối hận về hành vi phạm tội trước đây của hắn ta. Trong suốt phiên tòa xét xử vụ hành hung Isono, Kamisaku phủ nhận mọi cáo buộc hành hung, đe dọa sát hại nạn nhân. Tuy nhiên, cuối cùng Kamisaku vẫn phải lãnh án 7 năm tù. Đến nay, bản án này đã kết thúc và không ai biết sau khi ra tù, Kamisaku đang lưu lạc nơi nào. Mặc dù vụ án mạng kinh hoàng đã kết thúc, nhưng câu chuyện đằng sau nó vẫn còn được nhắc đến mãi. Đó không chỉ là câu chuyện về bản án không công bằng mà còn là câu chuyện vì tình người của những ai đã khoanh tay đứng nhìn. Cô gái xấu số bị giam giữ và hành hạ nhiều ngày trong nhà của Nobuharu Minato, cha mẹ của hắn ta cũng từng lui tới đó. Mặc dù nghi ngờ nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị ảnh hưởng. Thực sự, Junko Furuta đã cố gắng cầu xin gia đình đó cứu giúp cô hơn một lần, nhưng họ vẫn không có phản ứng gì cả. Những tên cầm thú đã khai nhận hành vi bắt cóc, cưỡng hiếp và tra tấn Junko Furuta. Tuy nhiên, tất cả đều quả quyết không nhận thức được mức độ nghiêm trọng trên cơ thể nạn nhân. Chúng chỉ đơn giản nghĩ rằng cô đang giả vờ và làm quá lên. Chúng còn kể, có đến cả 100 người biết Junko Furuta bị giam cầm ở đó. Những người này đến thăm ngôi nhà tại những thời điểm khác nhau. Họ biết nhưng không báo cáo hay có bất cứ phản ứng nào, thậm chí họ còn bí mật xâm hại cô. Bốn tên sát nhân đưa ra những lý lẽ biện hộ trơ trẽn để làm giảm bớt trách nhiệm của mình trong vụ án. Gia đình tên sát nhân Nobuharu Minato sau đó đã bán căn nhà của họ khoảng 50 triệu yên để đền bù cho gia đình Junko Furuta. Nhưng số tiền dù lớn cách mấy cũng không thể nào bù lại được những tổn thương về mặt tinh thần cho người nhà nạn nhân. Được biết, bốn tên tội phạm này thuộc kiểu thích những trò tàn ác, bạo dâm, ác dâm, sadist. Tính ác dâm, bạo dâm được định nghĩa là dùng những đau khổ để đạt được sự thỏa mãn tình dục. Những kẻ này thích hành hạ gây ra đau đớn, chúng thích nhìn những phản ứng từ quằn quại cho đến sợ hãi của nạn nhân. Những dòng nước mắt trên khuôn mặt nạn nhân, nỗi sợ trong đôi mắt và sự van xin khẩn cầu càng làm cho những phản ứng của chúng trở nên phấn khích. Giày vò nạn nhân là cách để những kẻ này nâng cao cái tôi và giá trị của bản thân. Có được sự kiểm soát hoàn toàn với một người trong tư thế bất lực làm chúng cảm thấy giống như là đế vương trong thế giới lệch lạc của chính mình. Điều đáng sợ là những kẻ này không bao giờ ngừng suy nghĩ về cách làm sao khiến cho người khác đau khổ. Những phương pháp tra tấn mới liên tục được chúng nghĩ ra và thực hiện. Một lần tra tấn tàn ác sẽ không thỏa mãn được những nhu cầu của một tên tội phạm. Nó giống như việc ăn một cái bánh hoặc một miếng khoai tây chiên. Thật khó mà không ăn cái thứ hai, thậm chí cái thứ ba. Hoặc nếu bạn uống cà phê, theo thời gian, một chút cà phê không còn đem đến cho bạn tác động mạnh như nó đã từng. Bạn cần uống nhiều hơn vì bạn đã quen với nó. Giống như thế, những kẻ thích trò tàn ác cần nhiều máu hơn mỗi lần chúng hành động. Vì vậy, trong vụ án trên, những ngày về sau, những kẻ tội phạm càng sử dụng nhiều kiểu tra tấn kinh tởm và mất trí. Chúng đơn giản là cần tra tấn nạn nhân nhiều hơn, đẩy nạn nhân đến tận cùng của sự đau đớn thì mới hả dạ. Để đánh giá về những tên sát nhân ngày hôm nay, thật sự mà nói là hết thuốc chữa. Bọn chúng lẽ ra phải chịu hình phạt nặng nề hơn như thế, nhưng đáng tiếc mọi thứ dường như đã được an bài sau phiên tòa ngày hôm đó. Chỉ thương xót cho nạn nhân Junko Furuta. Theo như lời cô ấy nói, còn quá sớm để yêu đương. Còn theo như mọi người nói thì Junko Furuta còn quá trẻ và quá tội nghiệp khi kết thúc cuộc đời và tương lai tươi đẹp của mình như vậy. Có thể nói, vụ án mạng của Junko Furuta đã gây ra phẫn nộ lớn tại Nhật Bản và được gọi tên là vụ sát hại nữ sinh chôn trong bê tông. Đây là một trong những vụ án khét tiếng và tồi tệ nhất từng được ghi chép lại trong lịch sử của đất nước Nhật Bản. Vụ án cũng là cảm hứng cho nhiều tác phẩm truyện tranh, tiểu thuyết và phim ảnh. Ít nhất 3 cuốn sách lấy cảm hứng từ vụ việc được xuất bản. Điều khiến cho người dân vô cùng phẫn nộ là bản án dành cho những kẻ sát nhân lại chỉ là vài năm tù ngắn ngủi.
bạn thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hình phạt cho những tên sát nhân như vậy là thích đáng hay chưa? Hãy cùng chia sẻ để chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.